Hello cả nhà Xem nè Chờ một chút xíu coi là có ai xem không nha Mình uh hôm nay mình nói một cái vấn đề um, chia sẻ một cái vấn đề đó, mà mình cảm thấy rằng là có rất là nhiều bạn uh, đang um, học PTE uh, học uh, đặc biệt là các bạn mà học ở trên mấy cái app hay là là platform thì mình sẽ phân tích cái uh, góc nhìn của mình uh, cho cái việc học ở trên đấy Đây. Right. <laughs> Rồi chào các bạn, bạn nào vào thì mình chờ chút xíu ha Để mình xem coi là có nhiều nhiều người vào xong rồi đặt câu hỏi Rồi mình trả lời các cái câu hỏi Thì các bạn tham gia vào á thì biết là cái chủ đề của mình hôm nay là là gì rồi đúng không? Mình sẽ phân tích cái việc là học PTE ở trên platform nó là như thế nào Và theo cái góc nhìn của 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 anh thì mình nên học như thế nào cho nó đúng và mình học như thế nào là nó chưa đúng theo cái góc nhìn của, của anh thôi thì phân tích nếu như mà mình thấy là là nếu như mà mình rơi vào cái trường hợp mà chưa đúng thì mình nên sửa lại như thế nào cho nó đúng nha yeah. rồi thì mình mở chờ một chút xíu ha bởi vì mình vừa có mở mình vừa có mở Zoom uh, cho các bạn cùng tham gia luôn và cũng có livestream nên là ở trên mạng thì nếu như mà có ai có hỏi á, thì uh, nhắc lại là ai có ai mà đang xem livestream có hỏi thì cứ cứ comment vào ha để mình xem coi là mình mình uh, có câu hỏi là mình, mình trả lời. Còn các bạn mà tham gia vào trong cái 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 Zoom á, thì uh, bạn nào có uh, muốn uh, hỏi á, thì uh, <laughs> uh, thì cứ anh Miu ra hỏi nha. trong thời gian chờ chờ đợi thì có nhiều người xem thì ở đây là ba bốn bạn vô nè có bạn nào muốn có đặt câu hỏi gì về PTE không hay là có thắc mắc gì không trước khi mà mình 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 mình, mình bắt đầu cái cái nội dung chính thì cứ anh miêu ra hỏi nha bạn thảo nè bạn bạn mừng vi hay là bạn nga có có ai hỏi gì không Anh Trung ơi, cho em hỏi là có phải một người ví dụ như đi thi á là lần đầu ừ. tiên là trên về ừ. dường như nó sẽ dễ hơn và càng thi nhiều lần á thì cái bị um, bên Pearson nó sẽ lưu những cái dữ liệu của mình cái data gì đó xong rồi nó càng lúc nó càng khó với chính cái người thi đó đúng không anh? À, thật ra thì uh cũng một vài cái thông tin thì người ta nói là như vậy nhưng mà cũng không có cái thông tin chính thức nào từ Pearson uh, thông báo ra là là càng thi nó sẽ càng khó thì cái câu hỏi này được đặt ra bởi khá là nhiều bạn trước đây rồi là có thể là ví dụ như mấy bạn bảo là thi lần đầu nó dễ uh, hoặc là thi lần thứ hai lần thứ ba nó khó thì uh, dễ và khó thì có thể phân tích theo hai cái khía cạnh như thế này là uh, nếu như lần đầu hoặc là lần sau hay là lần nữa thì cái uh, ngoại trừ cái phần speaking ra thì các cái phần khác á, thì các cái đề bài nó đều được uh, gọi là ngẫu nhiên nó được chọn ngẫu nhiên ở trong cái 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 database của của PTE cái này là anh biết là như vậy thì um, nếu như mà nó ngẫu nhiên thì bữa đó ví dụ như cái lĩnh vực của bạn nghe là trong cái lĩnh vực... Uh, y học đi. Anh nói ví dụ như là như vậy thì cái lĩnh vực y học thì à, ví dụ như ra một cái 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 đề bài mình nó liên quan tới cái lĩnh vực y học hay này kia gì đó thì bạn sẽ cảm thấy rằng cái đề bài hôm nay nó dễ cho với bạn là bởi vì nó nó liên quan tới y học và nó 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 những cái từ ngữ mà bạn biết rồi nên bạn sẽ cảm thấy nó dễ. Còn ví dụ như lần thứ hai bạn đi thi thì bạn gặp một cái lĩnh vực nó trong công nghệ thông tin đi chẳng hạn, nó không phải là cái lĩnh vực của bạn đang đang học và cái vốn từ của bạn không biết nó nhiều thì bạn sẽ cảm giác là nó khó còn việc mà nó lưu cái cái cách mình đọc á, thì có lẽ là cũng có bởi vì sao PT nó càng ngày nó càng thông minh hơn cái con AI là nó học về cái cách thì ví dụ như càng nhiều người thi thì nó sẽ lọc ra để nó biết rằng á, là cái version nào người ta chấm điểm cao và và cái version nào và người ta đọc nó chỉnh chu và nó thoải mái để nó chấm điểm cao hay là điểm thấp thì cũng có thể cái khả năng đó tức là mình thi càng nhiều thì cái trong cái cách đọc của mình mà không có sự thay đổi không có cái sự chỉnh chu hơn thì điểm nó vẫn sàng sàng như vậy có thể rằng hiểu rằng là là càng về sau thì tức là sao mình càng đi thi nhiều thì cái voice của mình và cái cách đọc của mình và cái cách để mình hiểu chữ nhấn nhá chữ thì nó càng biết càng nhiều thì nó sẽ càng giống như là nó sẽ càng hiểu mình nhiều hơn vậy đó thì cũng có thể hiểu là như vậy còn đối với lại là ngoài cái phần speaking ra thì các cái phần khác thì nó hoàn toàn là nó ngẫu nhiên Rồi bạn Yến Vi hỏi là à, Mình chờ đâu đó là khoảng thêm 4 phút nữa nha Xong bắt đầu cái nội dung chính ha à, Bạn Vi hỏi là à, cách đọc thế nào để ăn điểm cao hơn ạ à? à, Cách đọc như thế nào để ăn điểm cao á Thì cách đọc mà trong cái phần read aloud á là thật ra để mà ăn điểm cao á thì bạn muốn chính xác á thì bạn phải mua cái móc test của Pearson. à, cái này là 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 nó trực quan thực tế nhìn trên cái con mắt là 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 thực tế là mình phải mua cái móc test của à, mà, à, nó mất tiền thật nhưng mà nó chấm theo cái thuật toán của sinh thì như thế bạn sẽ biết được là là cái 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 cách mình đọc nó như thế nào để, để là đúng thì đối với anh á cho tới cái lúc anh đọc á thì để mà khi mà đặt điểm vào trũng cũng như là trong cái quá trình dạy thì mình đọc uh, read aloud như thế nào để ăn điểm cao uh, tức là mình đọc uh, uh, chữ với mình phát âm uh, nó đầy đủ các cái âm tiết ha, đầy đủ các cái âm tiết chứ không phải là mình đọc nó nó lướt nó trôi hay là mình nuốt âm tiết mà nó cao điểm được và thứ hai uh, là mình giữ cái độ trôi chảy trôi chảy ở đây là trong cái những cái từng cái đoạn ngữ nghĩa chứ không phải là, là trôi chảy là các tức là mình nhắm mắt mình đọc hay là mình uh, mình chạy cho nó hết chữ hay là mình chạy rượt rượt cho nó lẹ để cho mình đọc cho nó xong à, thì à, à, ví dụ như là có một cái câu tiếng việt nó như thế này là à, rắn là loài bò sát không chân ha thì ví dụ như một người như việc người việt mình thì mình hiểu thì mình hiểu trong cái ngữ nghĩa của nó thì mình sẽ đọc là rắn là loài bò sát không chân đó thì 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 người ta sẽ hiểu còn ví dụ như mà à, cái người nước ngoài hay là một cái bạn nào đó không hiểu cái ngữ nghĩa câu đó thì nó đọc là rắn là lò bò sát không chân hay là rắn là lò bò sát rắn là lò bò sát không chân đi chẳng hạn như vậy thì người ta cũng hiểu sai cái ý nghĩa của nó thì thành ra là cái việc mà mà fluency tức là 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 à, 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 giữ cái độ fluency á là trong trong cái ngữ nghĩa của nó thì muốn luyện tập cái điều này á thì bạn phải bạn thứ nhất á, là bạn phải có một cái 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 khả năng à, là phản xạ từ nó tốt và thứ hai á, là khi bạn đọc một cái câu á bạn hiểu được cái ngữ nghĩa của nó để bạn lưu loát ở trong từng cái cụm ngữ nghĩa của nó ha, và cái cụm hay là à, cái lúc nào mà mình cần, cần 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 ngừng nghỉ để mình lấy hơi đọc lại những câu dài á, thì mình sẽ phải nghỉ chứ không phải rằng là mình đọc luôn tuồng là nó sẽ cao Right còn bạn nào hỏi gì nữa không nè Còn thêm một phút nữa là mình sẽ bắt đầu ha Anh Trung ơi Có lúc có thể anh cho em xin Cái cái template essay của anh được không Giờ em à. có cái template essay Của bên BTE Helper Nhưng mà nó ừ. nó khó học quá chừng luôn Các cái từ, các cấu trúc nó Nó không vô được một chữ nào luôn á À, ok, ok nào? Right thì cái template đó thì ở trong cái group ở trên Facebook Trung có post một một cái bài post Trung đưa ra ba, ba cái ví dụ là ba cái dạng đề khác nhau mà Trung dùng một cái template để dùng ứng dụng mà Trung đưa vào các cái nội dung keyword vào từ ba cái đề bài đó và có chụp luôn cái số điểm mà cũng như là trên cái app app Uni nó chấm điểm là điểm tối đa đó thì mình có thể là mình lên trong cái group đó để mình tìm uh, để mình thấy ha đã trong trong cái 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 đó chung có để ba cái hình và chung highlight lên những cái keyword nào mà chung thấy thế còn những cái chữ mà chung không highlight thì bạn lấy cái đó là bạn thừa biết cái đó là là template rồi ha dạ yeah, cảm ơn anh ạ chúc mừng right. ok rồi right. thì thầy ơi cho hỏi cái cách học reading hiệu quả à, cái cách học reading hiệu quả thì um, thứ nhất á, là Um, cách học reading mà cho hiệu quả nha thì mình phải thứ nhất á, là mình phải có được một cái khả năng uh, ngữ pháp uh, cơ bản để nó 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 có ví dụ như là bạn phải biết là ở chủ ngữ số ít hay số nhiều và mình phải chia động từ nó như thế nào hay là những cái từ ví dụ như là quá khứ thì mình phải thêm id và hay không hay là từ cục ba hay là trước danh từ thì nó phải là tính từ hay là trước tính từ nó là trạng từ hay là cái gì đó chẳng hạn như vậy thì bạn hiểu được những cái 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 vấn đề ngữ pháp nó cơ bản như thế thì mình học nó mình học reading nó mới tốt được và khi mình học reading á thì các thời gian đầu á tại vì cũng nói thẳng luôn là không ai hay giỏi gì mà mà trong cái phần reading của của PT mà học được hết á, à, tốt hết á, à, cái khả năng ngữ pháp nó là một phần và khi mình luyện tập á nó sẽ gia tăng cho mình một cái phản xạ từ mà cái phản xạ từ nó sẽ liên quan tới những cái collocation, collocation tức là những cái từ mà nó hay đi kèm với là cặp với nhau á thì để mình biết được á thì mình quen được cái những cái đó thì khi mình chọn từ á cái xác suất nó sẽ đúng là cao hơn. Đó, rồi khi mình chọn từ xong thì khi mình học để tiết kiệm thời gian đằng nào mình cũng học để mình học tủ rồi thì mình tiết kiệm thời gian tức là mình bấm mình show ra luôn cái 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 đáp án xong sau đó là cái việc mình nhìn đáp án và mình 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 nếu như mà mình muốn thì mình có thể là Mình bỏ lên google mình dịch để mình mình hiểu được cái nội dung của nó và từ đó mình xây dựng một cái câu chuyện cho mình để mình nhớ được cái vị trí đáp án đó thôi chứ còn hiện tại thì cũng chưa có cái cách nào học reading cho nó hay hơn Nga. Rồi, right. thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề chính của mình là cái cách chia sẻ của của uh, cái, cái, cái 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 chia sẻ chính của Trung ngày hôm nay á là chia sẻ cái việc mà mình 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 học cái PT ở trên cái platform á là có nên hay không à, hay là cái cách học như thế nào á, là là đúng thì bây giờ để mình share cái màn hình ra share ra đây uh, ok rồi thì uh, trên cái màn hình này uh, hiện tại là mình uh, mình đang có để uh, là cái app của oh, um, App Uni này thì thật ra cái việc mà học á uh, học ở trên ở ở, ở trên app á uh, thì uh, thứ nhất á uh, là nó không có gì sai cả nhưng mà đa phần á uh, là mọi người hiện tại á uh, mọi người á uh, là mọi người người ta uh, mọi người uh, đặc biệt là những cái bạn mà ở cái tài thấp á uh, thì uh, cứ uh, khi biết tới BTE thì các bạn uh, Uh, bỏ tiền ra các bạn mua hoặc là các bạn lên app các bạn học các bạn mua liền để các bạn tìm hiểu ha thì uh, cái 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 đó mình cho rằng là cái cách tiếp cận của mình nó chưa phải là cái cách đúng uh, bởi vì sao bởi vì đặc biệt đó, rất là nhiều bạn khi mà tiếp xúc với lại là cái app đó, thì các bạn cứ vào cái phần read aloud xong uh, các bạn đọc xong rồi uh, các bạn có thể là nghe một vài cái bài mẫu của uh, uh, các cái người khác đọc cao điểm xong rồi cái bạn uh, đọc theo hoặc là bạn đọc xong sau đó là bạn lấy cái ghi âm xong rồi bạn coi cái điểm của mình xong rồi bạn mới hỏi là ủa sao điểm thấp như thế này hay là điểm cao như thế kia thì cái cách đó mình nghĩ rằng á là bạn chưa học đúng là bởi vì sao khi mà mình mới học hoặc là mình tiếp cận với PT á mà mình đặc biệt là cái khả năng và cái vốn từ vựng của mình á nó chưa có có tốt á thì mình không lên đây mình học bởi vì sao bởi vì khi mình lên đây mình học á khi đặc biệt là cái phần read aloud đây nè khi bạn vào á à, thì đối với một câu như thế này à, trong 35 giây hoặc là 40 giây nó cho mình cái thời gian thời lượng để mình chuẩn bị á thì à, cái khả năng về vốn từ của mình chưa có đầy đủ Chưa có tốt Thì trong 35 giây mình không có đọc qua hết được cái này Xong sau đó cái nó biết cái Thì ví dụ như anh nói giả dụ đi Ví dụ như bạn nào tốt hay là bạn nào chưa tốt Thì nó tới đây đi Tới chỗ đây đi In the middle of the natural disaster cái nó hết giờ nó kêu cái bíp cái lúc này có lúc nào bạn quay lại bạn đây bạn nhìn bạn đọc bạn đọc là uh, having a same dream uh, uh, again and again uh, 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 gì đó cho tới đây thì cả cái đoạn đường dài như thế này nè là bạn đi giống như là một cái người người ta dò dẫm ở trên cái con đường đó chứ không phải rằng người ta uh, thật sự người ta hiểu về cái con đường đó và người ta uh, biết làm sao nó đi trên cái con đường đó cái việc này nó giống như là một cái việc giống như là à, mình đi học lái xe gì đó, mình đi học lái xe nhưng mà à, mình chưa biết cách lái xe nhưng mà mình cứ ngồi lên xe để mình đua xe, đó, thì mình cứ ngồi lên xe mình đua xe và thứ hai như thế này nè, là mình tự ấn bản thân mình vào một cái áp lực mà trong khi là cái não của mình nó chưa được train, nó chưa được rèn luyện để nó quen với lại là cái à, cái cái việc đua xe đó hoặc là một cái áp lực đó thay vì cái việc ví dụ như là cái việc học đúng á, mà theo như trung theo cá nhân của mình á, là mình nên copy cái câu này ra hoặc là mình copy hay là mình soạn một cái những cái câu hiện tại thì bây giờ bạn các bạn có thể tìm cái nội dung của cái phần read aloud của cái câu nó rất là nhiều ở trên mạng ha bạn copy nó ra một cái file word như thế này nè và trên cái file word này á thì bạn nhìn thì ở đây á nếu như bạn biết được các cái nguyên tắc tách âm hoặc là các cái nguyên tắc đọc sao thì bạn có thể bạn làm chủ được bởi vì sao không có ai rượt bạn ở đây hết không có ai rượt mình không có ai là làm cho cái tâm lý mình căng thẳng hết và từ đây nè mình từ từ mình đọc để mình hiểu được là à, ví dụ như cái chữ này tại sao mình đọc là biology hay là cái chữ này tại sao mình đọc là process hay là cái chữ này tại sao mình đọc là physiology, uh, um, physiological hay là tại sao cái chữ này mình đọc là mechanism đó thì tại cái lúc này nè khi cái tâm lý mình thoải mái để mình có thể mình phân tích mình nhìn chữ để mình biết đọc á cái lúc này là cái lúc mình làm gia tăng lên cái phản xạ từ của mình chứ còn nếu như mà bạn bỏ lên trên cái cái này thì cái khả năng từ của mình nó có giới hạn, nó chưa có được tốt à, thì mình tự nhiên cái mình bị đếm giờ thì thứ nhất á, là cái tâm trạng của mình á, là đã giống như tâm lý vậy đó à, là à, đi chưa vững nhưng mà lại cứ hay bị người khác rượt bảo kêu chạy đi, chạy, đua đi, đua đi, đua đi, phải đua đi. Thành ra là cái tâm lý của mình á, học mãi mà nó không lên được. Và khi mỗi lần mình đọc như thế này, mình đọc lần đầu, mình đọc lần đầu mình chỉ thấy là 20 30 điểm, mình đọc 10 điểm chẳng hạn như vậy, 30 điểm, 40 điểm đi ha. Thì cái xong sau đó mình tức quá mình đọc lại Cái xong rồi mình đọc lại nữa Thì thành ra là mình đọc đi đọc lại nhiều Mình quen các cái âm tiết này Hay mình quen hoặc là mình nghe Mình quen các âm tiết này Cái xong mình đọc để mình dò cái cách để cho nó dò điểm mình đọc Thì mình đọc 50 lần thì đương nhiên điểm nó cao Nhưng mà khi mình qua một cái câu mới á, Cái phản xạ từ mình không có Thì mình đọc nó lại quay về là cái ngưỡng cũ Là 20 hoặc là 30 Vì thế nên á, là ngay tại thời điểm đầu khi cái phản xạ từ của mình chưa có tốt ha, cái tâm lý mình mình chưa quản lý được cái tâm lý của mình đã quen với các cái, cái chữ tiếng Anh này thì mình nên học ở trên cái 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 cái, cái file word như thế này. Mình cứ phân chia ra, mình nhìn ha. Nếu như bạn có thêm một người hướng dẫn nữa cho bạn cái cách phát âm thì nó quá tốt, còn nếu như không bạn có thể bạn tự học, hoặc là ví dụ như từ này bạn không biết như thế nào, bạn có thể bạn mở từ điển hoặc là bạn mở cái này lên mở cái này lên bạn bấm vô cho nó đọc. Cho nó đọc thôi ha rồi xong mở lên đây để mình biết à ví dụ như mình chia ra phi nè, CO nè, lo chico nè, đó thì mình chia ra như thế này mình thoải mái mình đọc để con mắt mình mình quen với cái âm tiết. Cái việc này á tức là mình chuẩn bị, tức là giống như việc hồi nãy có ví dụ về một cái việc là mình đi lái xe á thì mình học hết các cái kỹ năng để mình quen với lại là cái xe của mình, mình quen với đường xá này kia rồi đó. Xong sau đó rồi mình học mình quen rồi thì cái cái phản xạ từ mình ở trên đây nè mình đọc mà không có một cái tâm lý không có một cái cái sự áp lực nào mà mình đọc mình cảm thấy mình thoải mái ngữ nghĩa mình thoải mái ra thì sau đó mình mới bắt đầu mình lên đây mình làm quen để mình đưa dần cái áp lực lên lên cho mình đó thì mình làm quen á bằng cách tức là sao mình từ từ ví dụ như nó đếm thời gian 35 giây có thể là mình chưa quen để mình đọc nháp xong thì có thể mình ignore qua cái thời gian đó xong sau đó rồi á xong sau đó rồi á là mình cảm thấy mình ready rồi thì mình bấm đây mình đọc bởi vì sao khi mà bạn đến đây bạn đọc nè bạn nào mà học qua rồi á, thì sẽ biết được rằng á, chỉ cần nó kêu một cái tiếng như thế này nè đó là tâm lý của bạn là hồi hộp và bạn muốn là having the same dream again and again a well known phenomenon nearly two thirds of the population report ha, bạn đang cứ như thế giống như là ai rượt mình vậy đó ai rượt mình ai 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 dí mình chạy chứ không phải rằng á, là là mình thoải mái để mình đọc ra để mình thể hiện những cái ngữ nghĩa của cái câu nó ra đó vì thế nên là nếu như cái khả năng và cái phản xạ từ của mình chưa tốt thì nên thay đổi cách học để mình thoải mái mình nhẹ nhàng ra còn khi tâm lý mà bị gò bó bị áp lực bị ép buộc á miệng mình đọc thì không ra mà mình cứ phải chạy mà mình chạy thành ra là mình đọc theo quán tính bởi vì bạn biết rằng muốn đọc hai do cái từ này là những cái từ này nè nó phải đi vào trong mắt mình đọc nó phải in vào trong não não nó phải phân tích cái các đọc của cái từ này nó ra rồi từ đó nó xuống miệng thì nó mới đọc được là chỉnh chu chứ còn không á thì à, bạn đọc á nó chỉ là quán tính và giống như mình đọc một cái gì đó mà mình thấy là à, ví dụ như là mình không biết đọc thì mình thấy cái chữ này hoặc là mình đánh bằng tiếng việt luôn mình đọc vì thế nên là phải thay đổi cách học trong phần này đó là đặc biệt là cái phần Read lao kể cả cái phần uh, đặc biệt là cái phần read aloud ha hoặc là thêm một nữa là một cái phần uh, repeat sentence repeat sentence á, thì cũng nên thay đổi là đừng có để ý quá vào cái thời gian mà mình phải nhìn để mình quen để mình học cái phản xạ từ trong còn trong một cái video khác đã có share về cái cách để mà học cái phần repeat sentence rồi đó là uh, phân tích về cái cách để mình tiếp cận uh, với lại là cái cái app nó như thế nào còn ngoài ra cái phần speaking á, thì đối với lại các cái kỹ năng khác á thì mình cho rằng á, là lên áp luyện nó là một cái 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 cách rất là hay để nó tiết kiệm thời gian. Ví dụ như cái phần summary written test hay là đặc biệt là cái phần writing. Trước đây á thì khi mình viết trên giấy á, hay là này kia đối với mình thi IELTS á Ha, hoặc là khi mà máy tính nó chưa có cái phát triển những cái AI để mình nó chấm về cái grammar này kia thì nó rất là khó cho cái việc để mình học read writing essay hay là mình viết cái gì mình cần phải có một cái người master về grammar hay là một cái người anh bản xứ để người ta kiểm tra người ta chấm coi là mình có sai hay đúng như thế nào không nhưng bây giờ nó được build sẵn hết cái này rồi thì những cái phần khác đó mình có thể mình lên app để mình học nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều và mình học nó cũng đỡ mệt hơn là đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều đặc biệt cái phần writing reading cũng vậy nó có một cái sự tương tác khi mà chọn cái này thay vì ví dụ như trước đây mình học ai mình cái chữ dở sách hay là mình mở cái file pdf rồi mình coi cái chữ ở bên này à, nó để một lô cái chữ này mình gạch dưới đích này kia gì đó. còn bây giờ mình chọn ở đây nè nó trực quan hơn nó có cái sự tương tác và nó giúp cho mình dễ nhớ hơn đó, các cái phần khác thì khuyên thì khuyên là nên học ở trên app ha, mình trực tiếp mình học như thế này nó sẽ nhớ hơn. Listening cũng vậy, listening bây giờ app nó cũng rất là rất là tốt là bởi vì sao nó build sẵn những cái database những cái file listening này nè, nó có hết rồi, cái giờ mình bấm cho mình nghe thay vì mình phải mở file mp3 hay này kia gì đó ha thì mình đã có hết những cái này mình nghe, nó rất là tiện. Thì trên app khuyên là học ba cái kỹ năng writing, reading và listening học hẳn ở trên này luôn không có vấn đề gì cả, rất tốt và cái điều đó là nên làm. Riêng cái phần uh, speaking mình nên từ từ lại, mình học cái phần speaking thì mình phải nên tiếp xúc nó một cách nó nhẹ nhàng. Mình nhớ rằng á là bản thân mình là người Việt Nam, mình tiếp xúc với lại là một cái câu tiếng Anh nó giống như một cái đứa trẻ mà mình tiếp xúc với lại là một cái ngôn ngữ mới vậy đó. Thì mình cần có thời gian để mình gia tăng cái phản xạ từ của mình bằng cách là mình học nó chậm rãi nhẹ nhàng thôi chứ không phải rằng à, mình đem lên đây rồi mình đọc quà mình đọc quà mình dò chữ xem tới chừng cái rất là nhiều bạn à, đọc đọc lần đầu hai ba chục đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui đọc nhiều năm sáu chục lần có lên được điểm à, bảy tám chục điểm hay là gì đó cái xong rồi khoe nhưng mà thật ra như vậy xong nó không có đắc, nó không phản ánh đúng được cái 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 phản xạ từ của mình và nó không mà phản ánh đúng cái thực lực của mình là bởi vì sao bởi vì bạn đọc cái câu đó 50 lần, 60 lần, lần rồi thì bạn sẽ thấy là đương nhiên là điểm nó sẽ cao. Nhưng mà khi mà qua một cái câu mới như thế này, cái 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 phản xạ từ mình không có, cái vốn từ mình không có, mình nhìn mình chưa hiểu được cái cách phát âm, mình chưa biết được cái cách tách âm hay thậm chí mình không biết được là cái chữ này mình đọc là patent hay là patented. Đó, hay là ví dụ như là mình không biết rằng đọc là cái chữ này là protect hay là protected. Đó. Thì trong khi mình phân tích chưa hết chưa xong mà cứ bị cái tâm lý là gò ép bản thân mình là phải chạy cho lẹ đi phải 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 nhanh đi rượt 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 nhanh đi phải đọc phải này này kia thì mình mãi mãi mình sẽ không có tiến bộ được mình phải tập đi trước trước khi mình tập chạy đó đó là đó là cái cái, cái phân tích của cá nhân mình rồi các bạn nào hỏi gì không Ở, 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 ở trong room nè, thấy cũng có 12 bạn nè, 12 13 bạn nè, có bạn nào hỏi gì không? Khi mà phân tích như vậy các bạn nào hỏi gì không? Ok, rồi nếu như mà bạn nào có cái account vip của em. Ok, bạn nào đó hỏi đi. Em hỏi em em hỏi một xíu ạ. Ừ. Tại vì em cứ đọc nhanh ấy là ừ. nó bị như kiểu là âm nó không được tròn đi ừ. mà đọc nhanh là nó cứ âm nọ nó nối âm kia mà em không làm nào em sửa được. À, um, khi mà em đọc nhanh á, thì... nó không bắt vào. À, ok. Rồi, à, em có hiểu là vì sao lý do vì sao em đọc nhanh không? <laughs> là chạy theo thời gian. Đúng rồi ha là bạn chạy theo thời gian và cái cách của mình là là khi mà nó kêu cái tiếp đây nè đó là ai rượt mình á ai rượt mình á ai cũng vậy ha cũng có cái cảm giác là ai rượt mình á bạn sợ ai bạn sợ mất cái gì ha là bạn sợ là là mình bị trễ cái gì đó nên lúc nào mình cũng phải đọc cho nó lẹ nó lẹ cái này á nó đến từ cái góc của vấn đề là cái tâm lý của mình đang bị áp lực thành ra là mình không có nhìn chữ ngữ nghĩa gì hết á. mà mình cứ quán giống như là mình giống như là mình chạy mình rượt chữ cho nó hết cho xong thì thôi càng nhanh càng tốt nên là thành ra là nó nó bị sai cái cách học à, thì bây giờ á, bạn thay đổi cách học một chút xíu bạn phải có thời gian ở trên này nè để bạn build cái phản xạ từ của mình để bạn hiểu được rằng à, bạn biết là cái chữ này bây giờ ví dụ như bạn nhìn cái chữ này bạn chưa biết đọc hay là bạn nhìn cái chữ này bạn chưa biết đọc mà bây giờ tự nhiên nó cứ đếm giờ vào giờ và nó tới giờ nó đọc thì chắc chắn là bạn phải đọc sai rồi và sẽ, bạn mà cứ như vậy đã, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ bạn đọc đúng được cái chữ này thì mình bỏ cái tâm lý đó xuống mình nhẹ nhàng hoặc nếu như gọi là không có muốn học cái này thì phải train cho mình một cái ở trong não trong trong cái suy nghĩ của mình trong não của mình mình nhớ rằng à nó đếm giờ kệ nó nó đếm giờ kệ nó kệ nó đừng có bị áp lực đừng có bị cái tiếng này nè nó điều khiển mình kệ nó đọc đi đã đọc thoải mái ha đọc những giảng âm ra để đảm bảo được rằng á trước khi mình đua xe mình hiểu cái cách vận hành của cái xe mình hiểu cái con đường đó nó đi như thế nào mình hiểu cái con đường đó nó có ổ gà ổ voi như thế nào bằng cách là mình đọc như thế này An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals, which can be difficult for a new entrant to overcome. If the new technology is also patented, then other firms cannot simply copy its design. It's illegally protected. À, bằng cách bạn đọc giảng âm như thế để đảm bảo được rằng là các cái âm tiết nó đi vào nó, nó, nó trôi nó qua nó filter qua tức là nó đi qua cái não bộ của mình để mình lọc ra để mình biết là các các âm tiết mình đầy đủ rồi xong mình xuống cái miệng rồi xong sau đó rồi á mình mới bấm để mình đọc lại và khi đó đó mình sẽ giảm bớt cái áp lực thời gian được không đó đó là cái cách để mình giảm lại để vì sao rất là nhiều bạn đọc như thế này An innovative new product service can give a firm a head start over its rival. can be difficult for any enter to overcome if the technology is patented and other firms cannot be regulated. It is legally protected. Nghe thì tưởng đâu là hay, nghe thì tưởng đâu nó, nó trôi nhưng mà thật ra cái máy nó chấm điểm không có ra cái gì hết trơn á. Ha và nó nhanh hay là nó lưu lót ở mức cái mức độ nó vừa phải thôi nó ở cái mức độ để mà nó trong cái ngữ nghĩa của nó thôi chứ không phải rằng mà nhanh đến nỗi mà mình nuốt hay là mình nói nó không kịp như vậy thì 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 không có không 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 các cái âm tiếng nó không có ra rõ ràng rồi các bạn nào còn hỏi gì nữa không không hỏi gì nữa ha ok rồi, thì hy vọng á là chỉ phân tích nó đơn giản vui vui như vậy thôi. Thì à, bạn Tân hả, bạn Thanh Tân còn hỏi gì nữa không? Nguyễn Tân Thanh, Tân Thanh gì nè? Không ha. Rồi, thì hy vọng là phân tích nó vui vui như thế. Nhưng mà à, khi mình mình, mình 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 tránh cái app đi, mình học ở dưới kia nó một cách nó nhẹ nhàng xong sau đó rồi mình khi mà gần thi hoặc là, là... anh ơi, uhm. nghe bạn. Bạn hỏi đi à Ok, rồi, thì khi mà mình 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 bỏ cái áp lực ở trên app xuống Em 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 cái Wi-Fi đi cây Hình như là cái 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 tín hiệu của bạn nó không được tốt, mình nghe nó rất là chập chờn. À, thì khi mà mình 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 bỏ qua cái áp lực này rồi á, mình học ở dưới á để cái phản xạ tự mình nó 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 được củng cố, nó được xây dựng vững chắc đã xong sau đó mình lên để mình làm quen với áp lực nó sau. Thì à, hy vọng là à, những cái chia sẻ này giúp cho các bạn thay đổi với cái cách nhìn của mình khi mà mình tiếp cận và mình học vào lại là PTE. À, ok, rồi. Nếu như mà cả nhà mình không có còn câu hỏi gì nữa thì à, cảm ơn cả nhà đã tham gia à, và à, chào cả nhà nhé. À, từ, từ em hỏi cái, cái quay phim cái à um, um, nghiệm à, uh, anh làm nào để uh, em cứ kiểu như là học thuộc xong ấy à. mà nó nó cứ bị quên là một, à. hai là như kiểu lúc vào phòng lúc vào phòng thi ấy, uhm. um, em nghe mà chả ra cái gì, lúc mình thi trên app là một em thi trên app được điểm cao hơn lúc đi thi lại điểm thấp là sao nhỉ em à, lại còn liệt speaking ấy. bạn đang hỏi ra from dictation tức là nó liên quan tới điểm listening và writing mà bạn, bạn là nói Đó là liệt là liệt speaking là sao đang chưa hiểu cái ý của bạn nếu như mà bạn hỏi về ra from dictation thì cái cách ra học ra dictation thì cũng đã có chia sẻ uh, ở trong một cái video ở uh, trên youtube thì cũng có nói rất là rõ ràng rồi uh, mình học thuộc nó bằng cách là mình nghe và mình chép nó uh, mình đánh máy lại nó nhiều lần mỗi ngày mình cứ học và luôn luôn nhớ trong đầu rằng không áp lực bản thân mình là học hôm nay là sẽ phải thuộc vào ngày mai học hôm nay học xong thôi nhiều đó thôi ngày mai học câu khác học nhiêu đó thôi ngày mốt học câu khác học nhiêu đó thôi xong sau đó rồi mình cứ học hết một giáp một vòng à, hai trăm mấy chục câu đó xong sau đó mình quay lại mình học lại xong sau đó mình quay lại mình học lại xong sau đó mình quay mình học lại mình cứ học liên tục như thế thì giống như là cái việc là mình hát cái nhạc đó nhiều lần thì mình hát nhiều lần thì mình sẽ thuộc đó rồi right. còn nếu như bạn nói rằng bạn làm ở trên app nó cao điểm đối với phần ra và bạn đi thi điểm nó thấp hơn là bởi vì có thể rằng khi bạn đi vào phòng thi Thứ nhất lúc bạn nghe tới cái phần Tâm lý quá căng thẳng Bạn không nghe được nhiều Thứ hai là có thể là bạn đánh chữ nó bị sai spelling Sai spelling tức là sai lỗi chính tả Thứ ba nữa có thể rằng là bạn đánh chữ vào Nhưng mà bạn không có bỏ đầu câu viết hoa Và cuối câu có dấu chấm Thành ra nó bị sai Trời ơi sao thầy nhận xét đúng thế Trời ơi <laughs> Đúng không? Thì 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 Rồi, thì thì hy vọng là 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 bạn 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 thấy được cái điều đó thì mình phải thay đổi cái cách học ha. Thì nếu như mà mình học thuộc lòng bất kỳ một cái gì mà mình cứ kiểu giống như là lấy cái nội dung đó ấn vào đầu kia là mình phải thuộc đi, mình phải thuộc đi thì chắc chắn là bạn sẽ áp lực bản thân mình và lúc đó bạn học nó rất là khó và bạn sẽ không có thuộc được ha thì à, bạn cứ nghĩ rằng á đây là một cái bài hát mà mình thuộc nó bằng cách là mình hát đi hát lại nhiều lần mình hát nhẹ nhàng thôi cứ mỗi ngày mình học 50 chục câu bốn câu ba chục câu ở đó tùy vào cái khả năng của mình à, mấy bạn giờ này mới vào mình nói gần xong rồi à, thì thì mình cứ học nhẹ nhàng như thế thì thì mình sẽ quay lại mình học nó mình học tiếp học học xoay vòng xoay vòng như thế thì làm sao ráng một tuần một bộ tủ hai trăm mấy chục câu thì mình có thể là mình học ở trong vòng khoảng 5 ngày là mình xong bộ tủ một một vòng năm ngày thứ sau nữa là mình xong bộ tủ một vòng năm ngày thứ sau nữa mình xong bộ tủ một vòng thì đâu đó khoảng một tháng hoặc là nửa tháng gì đó là mình sẽ thuộc mình sẽ thuộc được cái bộ tủ đó một cách nó nhẹ nhàng tức là nó đi vào trong đầu mình cái nội dung nó đi vào trong đầu mình một cách nó vô thức nó nhẹ nhàng thôi chứ không phải rằng là mình ấn cái câu chữ vào đầu mình như thế thì mình sẽ thuộc nó nhẹ nhàng Mình học nó không mất thời gian Và mình đỡ mệt cái đầu mình nữa Nha yeah. right. à, Còn bạn nào hỏi câu hỏi gì nữa không Ok nếu không bạn nào hỏi gì nữa Thì à, à, chào cả nhà nha Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem nha Ồ có mấy bạn bây giờ này mới vào à, Rồi right, ok để đây còn bạn này vào thì đang lỡ cho vào rồi thôi để 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 chào bạn đó một cái xong rồi bye bye ok à, bạn nào mới vào uh, thì uh, uh, mình đã nói xong cái nội dung rồi ha <laughs> chắc là bạn bạn xem lại cái live stream ở trên facebook xong dạ, là... dạ, dạ. À, thôi rồi, vậy? ok ok nãy giờ bắt dạ. cỡ sao không chịu hỏi hỏi tới hỏi lui không ai hỏi hết gần tắt rồi mới hỏi em mười à giờ dạ. Ờ, em thấy ánh mưa lượt uh, trên YouTube á khi ừ. nào ánh mưa lượt lướt quá ạ À, um, <laughs> OK cái đó thì mình 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 sẽ mình mình sẽ nhắn lại với lại là 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 bạn sau hoặc là ấy tại vì uh, sẽ tùy thuộc vào cái 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 target mà mình uh, dự định mình mở dạ. thì uh, bạn cứ nhắn một là bạn nhắn với lại là cái fanpage hay là bạn có thể là nhắn Zalo trực tiếp cho 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 anh uh, nhé thì uh, mình sẽ trao đổi qua rồi mình sẽ cho bạn biết là cái khả năng của bạn học ở cái lớp nào và cái thời gian uh, cái lớp học để mình mở ra như thế nào rồi mình uh, nếu như bạn muốn học thì bạn sẽ đăng ký bạn tham gia nha dạ vâng ạ. Dạ, cảm ok cảm ơn. ok rồi rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không trước khi tắt nè rồi vậy tắt nha chào cả nhà cảm ơn các bạn nhiều